xin chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại tôi đang có mặt tại xóm 8 Kinh Châu, mời mọi người cùng đón xem nhé. Ngày hôm nay và giờ phút này đây, không để quý vị ta phải chờ đợi lâu nữa, thì xin phép được nói rằng chương trình đại lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho chú rể Bình Phùng xin duyên cùng cô dâu Hoài Tiên trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ chính thức được bắt đầu. Vâng, thưa quý thiệt mến, khi nhau chẳng quản gần xa, cầu không thay vịn cũng lần mà sang. Khi nhau chẳng quản lầm than, mấy sông cũng lội mấy bạn đèo cũng qua. Và yêu nhau chẳng quản gần xa, đoạn đường từ xóm 8 Quỳnh Châu đến xóm 4 Quỳnh Châu cũng chẳng xa mà cũng chẳng gần. Vâng, cô dâu và chú rể chúng ta, họ đã yêu nhau qua bao mùa lúa chín, qua bao độ trăng tròn, tình yêu của họ đẹp như một xuân chớm nở. Để rồi ngày hôm nay, trong niềm hân hoan hạnh phúc, họ đã trở thành trà chín ngọt ngào. Và điều đặc biệt hơn nữa, ngày hôm nay, ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, cũng như được sự nhất trí của hai gia đình. Thì ngày hôm nay, ngày 12, ngày 24 tháng 1 năm 2021, tức ngày 12 tháng 12 năm Canh Tí, đại gia đình họ nhà trai, gia đình ông Nguyễn Đình Tùng, bà Phan Thị Mần có địa chỉ tại xóm 8, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, rất hân hạnh được kết tình tham gia cùng đại gia đình họ nhà gái, gia đình ông Nguyễn Văn Sử, ông Trình Văn Sử, bà Hoàng Thị Tiết có địa chỉ tại xóm 4, xã Quỳnh Tâu, Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Và xin quý vị ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho của cô dâu và chú rể. Vâng, và xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy cùng đứng dậy để toàn thể quý vị chúng ta biết được đâu là cô dâu và đâu là chú rể. Cùng với đó hãy gửi một cái cúi đầu tới sự hiện diện chân quý của toàn thể quý vị chúng ta để thay cho lời chào cũng như lời cảm ơn tới sự có mặt của toàn thể quý vị chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn và thật dài hơn nữa để dành cho hạnh phúc của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy trở về vị trí tình yêu của mình. Vâng, thưa quý vị thân mến, và để mở màn cho chương trình đại lễ thành hôn thì không thể thiếu được những lời ca tiếng hát. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời trở về sân khấu giọng ca đến từ một nữ ca sĩ, một giọng ca vô cùng đặc biệt đến từ em Lê Nhân. Vâng, xin mời nữ ca sĩ Lê Nhân sẽ trở về sân khấu để cùng gửi tặng đến toàn thể chúng ta những ca khúc đặc biệt cũng như gửi đến hạnh phúc của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời em. Xin gửi đến hôn trường một phần đến. Đôi cuộc tim buồn chi đông trời nhớ nhé anh đêm nay ngày đắm say cho câu hát xa bay cho nhịp tim trái chân ngày mai nhìn vầng trăng kia trôi lặng lờ ánh mắt anh say trong một người và tình đôi ta như muôn bài thơ nghe hồn chơi vơi. Ơi, nào cùng vui lên ơi. Nào cùng vui lên ơi. Thắp sáng lên tình yêu đến với nhau đêm nay. Oh, I'm gonna say to you.
trên với em hơi tươi bên nhau. Rồi mất đi xa, còn lại gì trong anh? Đến với em hơi tươi, ta sẽ đắm bên nhau. Rồi mất người đi xa, tình yêu còn xa quá. Yêu anh đậm sâu, yêu anh dài lâu. Người anh người hỡi, có hỡi, hãy đến với nhau. Hãy đến với nhau một lần người ơi, dù biết chỉ là một lần. Vâng, tiếng khen trăng trải xuống trời, hẹn gặp ai mà